Cuộc đời của Chúa Giêsu sau 18 năm mất tích. Trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước lại không thấy kể lại cuộc đời của Chúa Giêsu. Giêsu từ năm 12 tuổi đến tuổi 30 tuổi, Ngài làm gì ở đâu? Nếu Ngài tu theo đạo Phật là đạo giải thoát mọi ham muốn của năm ngũ dục thế gian như sao tiền bạc, sao danh vọng, sao sắc dục, sao ăn uống, sao ngủ nghỉ, đều phải tiết độ, có loại dục phải được diệt trừ. Đó vậy những lời viết trong Kinh Cựu Ước có khi được Chúa Giêsu kể, mà người ta bỏ đi, hoặc sau khi giáo hội công giáo kết tập lại Kinh Tân Ước bỏ vĩnh viễn, vì nếu giữ y như lời Cựu Ước dạy thì con chiên, hay công gọi là tín đồ khó tiếp cận và phát triển đạo công giáo rồi tin theo. Vì cái dục đời... Xin mượn lời của một kênh YouTube nói về cuộc đời của Chúa Giêsu mà nhà văn Nga đã sưu tầm ra. Đã, Ngài đã đi theo đạo Phật. Tây Tạng và Afghanistan. Anh đã ghi lại những trải nghiệm và khám phá của mình trong cuốn sách mang tên Cuộc đời chưa biết của Chúa Giêsu, được xuất bản năm 1984. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1887. Khi đó, Notovit du lịch đến Ấn Độ và Trung Á. Nói là đi du lịch, nhưng thực chất Notovit có một nhiệm vụ cao cả hơn, đó là đi xuống phía nam nước Nga để ghi lại những phong tục, tập quán và nét văn hóa đặc trưng của khu vực này, đặc biệt là khảo sát địa hình, vị trí địa lý để vẽ bản đồ, phục vụ mục tiêu mở rộng tầm ảnh hưởng của đế chế Nga. Bởi vì vào cuối thế kỷ 19, đế quốc Nga và đế quốc Anh đang cạnh tranh tầm ảnh hưởng khốc liệt ở khu vực Trung Á. Đó cũng là thời điểm các nhà thám hiểm như Notovit được xã hội kính trọng. Cô gái nào lấy được một anh chàng thám hiểm thì đó là một vinh dự lớn. Trong suốt hành trình của mình, Notovit đi từ phía Bắc xuống phía Nam, đi qua miền núi Afghanistan rồi đến Pakistan, Ấn Độ. Cuối cùng, anh ta dừng chân ở vùng Ladakh với những ngọn đồi tuyết hùng vĩ của dãy Himalaya. Sau đó vòng lên Tân Cương để trở về Nga. Khi ở vùng Ladakh, Notovit viếng thăm một ngôi chùa Lạt Ma địa phương, một ngôi chùa có tên Chùa Hắc Mật Tư. Bên trong thờ Đức Liên Hoa Sinh, chúng ta có thể thấy đó là ngôi chùa của những nhà sư theo dòng Mật Tông Tây Tạng. Notovit được Lạt Ma tiếp đón rất nồng nhiệt, hai người đã trò chuyện uống trà thâu đêm. Những câu chuyện của Lạt Ma kể đã mở rộng tầm mắt của Notovit. Anh rất bất ngờ vì những Lạt Ma không chỉ tinh thông về Phật giáo mà còn nắm vững kiến thức ở rất nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau. Rồi Lạt Ma nói Cơ Đốc giáo phương Tây rất giống với Phật giáo Tây Tạng. Rồi Ngài phân tích một loạt các dẫn chứng để chứng minh, khiến Notovit sửng sốt. Anh tự hỏi một Lạt Ma già sống trong núi làm thế nào biết rõ về Kitô giáo như vậy? Ngay khi Notovit bàng hoàng chưa nói được câu gì, thì Lạt Ma nói, Chúa Giêsu là một vị Phật vĩ đại. Ông ấy sinh ra trong thế giới là để cứu độ chúng sinh, cho mọi người niềm tin đúng đắn. Thông tin này khiến Notovit không thể giữ được bình tĩnh nữa. Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu anh. Chúa Giêsu có kết nối với Đức Phật của phương Đông ư? Tại sao điều này lại không xuất hiện trong bất kỳ tài liệu nào? Notovit bắt đầu nghi ngờ vì Lạt Ma này đang cố ý lừa dối mình. Nhưng Lạt Ma tiếp tục nói, Chúa Giêsu là một nhà tiên tri vĩ đại. Chúng tôi gọi ông ấy là một nhà tiên tri, là một trong những nhà tiên tri đầu tiên sau 22 vị Phật. Ông ấy thật tuyệt, ông đã ở phương Đông trong những năm tháng tuổi trẻ. Nhưng ông đã chết trong một nhóm những người không có đức tin thực sự. Chúng tôi rất buồn khi biết thông tin này. Notovit đang nhấp một ngụm trà cũng phải nhổ phì ra. Nghe nói cái gì? Tôi nghe có nhầm không? Chúa Giêsu thực sự đã đi đến phương Đông. Sở dĩ Notovit mất bình tĩnh như vậy là vì anh là một con chiên ngoan đạo. Anh đã thuộc lòng Kinh Thánh từ khi còn rất nhỏ. Anh biết những gì Kinh Thánh nói về cuộc đời Chúa Giêsu và có một khoảng trống rất lớn. Đó là thời điểm Chúa Giêsu từ 12 đến 29 tuổi.
18 năm này không được nhắc đến trong Kinh Thánh, không có manh mối nào, không ai biết Ngài ở đâu và làm gì, như thể biến mất khỏi Israel vậy. Notovich lắp bắp hỏi, Ngài có bằng chứng nào không? Lạt Ma bình tĩnh nói, nó được ghi lại trong các thánh thư của tôi, có tiêu đề là Tường thuật của nhà tiên tri Isa. Notovich đứng dậy, đột ngột quỳ xuống trước mặt Lạt Ma. Xin Ngài hãy đọc cho anh nghe. Nếu điều này là sự thật, thì nó sẽ là một thông tin mang tính lịch sử. Lạt Ma trả lời, tôi không có bản gốc ở đây. Xin lỗi bạn, vì nguyên văn được viết bằng tiếng Pali và hiện nó được bảo quản ở Ihasa Tây Tạng. Notovich với tư cách là một nhà thám hiểm và nhiệt huyết của một phóng viên, với thông tin hot hơn bao giờ hết này, anh muốn mọc cánh bay đến Ihasa ngay lập tức. Đêm đó, Notovich trằn trọc trên giường, không tài nào ngủ được. Câu chuyện của vị Lạt Ma cứ văng vẳng trong đầu anh. Anh nhớ rõ, trong Kinh Thánh Tân Ước đã mô tả cuộc đời của Chúa Giê-xu. Hàng năm, cha mẹ của Chúa Giê-xu luôn đưa Ngài lên Jerusalem dự lễ vượt qua. Đó là một lễ hội truyền thống của đạo Do Thái giáo, là để tưởng nhớ Thiên Chúa Jehovah, người đã thẳng tay trừng phạt người Ai Cập để bảo vệ người dân Israel. Cũng từ vượt qua, nói đến thời điểm Đức Chúa Trời bảo vệ người Israel khỏi tai vạ, giết mọi con đầu lòng trong xứ Ai Cập. Vào ngày này, Đức Chúa Trời bảo người dân Israel giết một con chiên con, tức là con cừu, dưới một tuổi, và bôi máu của chúng lên cửa làm dấu hiệu cho các thiên thần để họ không giết nhầm những người con của Israel. Năm đó, cha mẹ Giê-xu dẫn cả gia đình đến Jerusalem mừng lễ vượt qua. Khi đó, cậu bé Giê-xu được 12 tuổi và cả gia đình cùng lên đền, theo tập tục ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-xu thì ở lại Jerusalem mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng cậu về chung với đoàn lữ hành. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem mà tìm. Sau 3 ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ và đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đáp của cậu. Khi thấy con trai, hai ông bà sửng sốt và mẹ cậu nói với cậu, con ơi, sao con lại đối xử với cha mẹ như vậy? Con không thấy cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con. Cậu đáp, sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời cậu nói. Tuy nhiên sau đó vẫn đưa cậu bé về nhà. Từ đó không có tài liệu nào về cậu bé Giê-xu nữa. Đó là tất cả các con chiên biết về cuộc đời của Chúa Giê-xu cho đến khi Ngài xuất hiện một lần nữa. Khi ấy, Ngài là một người đàn ông 30 tuổi, chăm chỉ đi giảng đạo và cứu rỗi mọi người. Do đó, sự hiểu biết của mọi người về phần lịch sử trống trong cuộc đời của Chúa Giê-xu luôn là một vấn đề gây tranh cãi. Nhiều người nói rằng không có gì khó đoán cả. Tất nhiên, tuổi thơ của Chúa Giê-xu cũng giống tất cả mọi người, ở cùng cha mẹ, giúp đỡ công việc trong gia đình, đó là điều hiển nhiên. Giờ đây, Notovich biết rằng Ihasa có ghi chép về cuộc đời của Chúa Giê-xu, điều đó bao gồm cả những năm tháng đã mất. Anh ấy không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Anh ấy quyết định lên đường đến Ihasa vào sáng sớm hôm sau. Khi mặt trời vừa ló dạng, chàng thanh niên đầy nhiệt huyết đã lên đường đi về hướng đông bắc, tiến thẳng đến Ihasa. Nhưng thật không may, vừa chỉ được vài dặm, Notovich đã không may bị trượt chân, ngã trên một ngọn đồi đá. Anh bị gãy chân. Vậy là mục tiêu đi đến Ihasa phải tạm hoãn. Anh nhờ người đưa trở lại đền chùa Hắc Mật Tư để nhờ sự giúp đỡ từ các nhà sư. Khi trở lại chùa, các Lạt Ma rất vui khi thấy anh chỉ bị thương nhẹ, bởi vì họ thừa hiểu rằng địa hình nơi này rất khó để vượt qua. Họ vẫn đón tiếp Notovich rất tử tế, giúp anh ấy chữa vết thương trong khi đang nghỉ ngơi. Vị Lạt Ma đã trò chuyện với anh ấy ngày hôm qua, đến gặp anh ấy một lần nữa.
vị Lạt Ma đã nói về tiểu sử của nhà tiên tri Isa. Ngài chậm rãi nói rằng, mặc dù không có tiểu sử nhà tiên tri Isa bằng tiếng Pali nguyên bản, nhưng có một bản dịch tiếng Tây Tạng, thỉnh thoảng chúng tôi lấy ra đọc. Notovich không biết cười hay khóc khi nghe điều đó. Anh ta thắc mắc rằng tại sao vị Lạt Ma này không nói với anh ta ngay từ đầu. Nếu biết điều đó, anh đã không vội vã đến Ihasa và bị gãy chân. Lạt Ma chỉ trả lời rằng đó là nhân duyên. Notovich vội vàng xin Lạt Ma đọc cho anh ta nghe mọi thứ về nhà tiên tri Isa. Lạt Ma cười nhẹ và nói rằng tiểu sử do Chúa để lại đương nhiên là một món quà cho con người, Ngài rất sẵn lòng về điều đó. Rồi họ lại nói chuyện cả đêm, một người kể và một người miệt mài ghi chép không thiếu một từ. Vài ngày sau đó, Notovich rời tu viện khi đã bình phục chấn thương. Notovich đã thu thập đầy đủ về cuộc sống và trải nghiệm của Chúa Giêsu trong những năm tu hành ở phương Đông. Câu chuyện bắt đầu về một cậu bé tên Isa, 13 tuổi. Đây là độ tuổi có thể kết hôn theo truyền thống của người Israel. Với một cậu thanh niên thông minh đa tài như Isa thì không quá ngạc nhiên khi rất nhiều gia đình trong vùng đến thăm nhà và cầu hôn, mong muốn cậu có thể làm con rể của mình. Nhưng trong năm nay, vào một ngày đẹp trời, cậu lại bỏ nhà ra đi. Isa hòa nhập vào một đoàn thương nhân do một cặp thương gia người Ấn Độ dẫn đường. Vào thời điểm đó, khoảng thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, tương đương với nhà Hán của Trung Quốc. Khi đó, con đường tơ lụa trên đất liền đã được tạo ra, nối liền từ bờ biển Địa Trung Hải đến nội địa Trung Quốc ngày nay. Vì thế, việc đi lại giao thương giữa hai khu vực này trở nên dễ dàng và phổ biến. Isa đã đến Ấn Độ khi cậu tròn 14 tuổi. Cậu định cư ở đó một thời gian, tham gia các thiền sinh địa phương và các nhà sư lỗi lạc để học tập. Isa cực kỳ thông minh và hiểu biết cao, sớm nổi tiếng ở những nơi mình đi qua. Vì vậy, có nhiều người từ những nơi khác muốn đến gặp cậu. Có người muốn nhận cậu làm con nuôi, có người muốn gả con gái cho cậu. Nhưng Isa đã khéo léo từ chối những lời mời này. Sau đó, cậu đã đến đền Jagannatha ở Puri, Ấn Độ. Đây là một trong những ngôi đền nổi tiếng và bí ẩn nhất lịch sử cổ đại, thờ phượng thần Krishna hay còn gọi là thần bầu trời. Ngài là hóa thân của thần Vishnu trong đạo Hindu. Người dân ở đây tin rằng bên trong bức tượng thần Krishna này có chứa trái tim thật sự của Ngài. Các linh mục tại đền Jagannath chào đón Isa. Họ đã dạy Isa đọc và hiểu kinh Vệ Đà, dạy cậu đấy yoga, những cách để chữa lành bệnh tật bằng lời cầu nguyện. Họ giải thích thánh thư cho Isa và dạy cậu ấy cách học hỏi từ mọi người, xa rời những ham muốn xấu xa, mục tiêu của tất cả các khóa học đào tạo này, chỉ mong Isa được giác ngộ như Phật Thích Ca Mâu Ni. Đạt được khả năng như một vị thần, tôi phải đề cập đến một điều nữa ở đây, đó là Ấn Độ giáo và Phật giáo thời điểm đó song song cùng tồn tại phát triển, thậm chí có sự kết hợp với nhau, tạo nên nét văn hóa độc đáo của người Ấn Độ. Cho đến tận ngày nay, một số giáo phái của Ấn Độ giáo còn tin rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chính là một hóa thần của thần Vishnu vĩ đại. Phật giáo Tây Tạng sau này là biểu hiện rõ ràng nhất của sự kết hợp này, trong đó có các pháp tu liên quan đến yoga mà chúng ta tìm hiểu ở những video trước. Sau khi học hỏi kiến thức của nhiều tôn giáo và nền văn hóa khác nhau, Isa bắt đầu sống tại Jagannath, Varanasi và nhiều thành phố linh thiêng khác trong thời gian 6 năm. Người dân địa phương rất thích Isa bởi vì cậu không chỉ đối xử rất công bằng với tầng lớp có đẳng cấp thấp là phệ xá và thủ Đà La, hơn nữa còn truyền đạo cho họ. Cần nói thêm rằng chế độ đẳng cấp của Ấn Độ cổ xưa chia ra thành 4 tầng lớp khác nhau, được xếp từ trên xuống dưới. Đẳng cấp thứ nhất gọi là Bà La Môn, họ là các tăng lữ có địa vị cao nhất. Tầng lớp thứ hai là Sát Đế Lợi, họ là những quý tộc hoàng gia hoặc các võ sĩ. Giai cấp thứ ba là Phệ Xá, họ là thương nhân và nông dân. Giai cấp thứ tư là Thủ Đà La, họ là nô lệ và những người lao động chân tay. Ngoài 4 đẳng cấp này, còn một loại nữa tên là
tiện dân là những người không thể tiếp xúc với các giáo lý của các đẳng cấp trên. Theo giáo lý của Ấn Độ giáo Bà La Môn là do Phạm Thiên dùng miệng tạo ra, họ đại diện cho phát ngôn của thần, cho nên Bà La Môn là cao quý nhất. Sát Đế Lợi được tạo ra từ cánh tay của Phạm Thiên, còn Phệ Xá và Thủ Đà La do Phạm Thiên lần lượt dùng đùi và chân tạo ra. Tầng lớp Phệ Xá chỉ được nghe các thầy tế tụng kinh Vệ Đà trong những ngày lễ, còn Thủ Đà La thì vừa không được nhìn, càng không được nghe kinh Vệ Đà. Bà La Môn và Sát Đế Lợi thấy Isa thường xuyên tiếp xúc với hai loại đẳng cấp thấp trong xã hội thì rất khó chịu. Họ nói với Isa rằng tầng lớp Vệ Xá và Thủ Đà La thấp kém như vậy sao có thể được nghe cùng thứ với Bà La Môn và Sát Đế Lợi cao quý được. Phạm Thiên vĩ đại cấm chúng ta đến gần Vệ Xá và Thủ Đà La bởi vì Phạm Thiên không cho họ nghe kinh điển, trừ sau khi chết họ có phúc phận chuyển sinh thành Bà La Môn và Sát Đế Lợi. Nhà ngươi không thể phá hỏng quy tắc của chúng ta. Thế nhưng Isa vốn chẳng nghe lọt tai những lời lẽ này, bởi vì trong con mắt của Isa, Đấng Sáng Thế không hề có bất cứ sự phân biệt nào đối với những người con của mình, bất kể tầng lớp cao thấp sang hèn. Đối với Đấng Sáng Thế mà nói thì đều như nhau. Isa vẫn tiếp tục giảng kinh cho những người dân tầng lớp thấp kém, khiến cho Bà La Môn bẽ mặt. Họ bàn bạc riêng với nhau cần xử lý cậu thanh niên trẻ này, nhẹ nhất là phải đuổi đi. Thậm chí có người còn đề nghị ám sát Isa. Nhưng luôn có người dân biết được thông tin trước và báo cho Isa, để ngài tiếp tục di chuyển đến những nơi khác học tập và giảng kinh. Trải qua 6 năm học hỏi, Isa đã thông thạo tiếng Pali và các loại kinh điển Vệ Đà, rồi bắt đầu thuyết giảng, truyền đạo ở khắp nơi trên Ấn Độ, dạy họ đừng sùng bái thần tượng, không cần cúng tế, chỉ cần hành xử theo những đạo lý làm người mà ngài dạy là được rồi. Isa một lòng rao giảng giáo lý của mình. Cuối cùng, đến năm 30 tuổi thì trở về quê nhà Israel, chính thức bắt đầu những câu chuyện sau đó mà trong Thánh Kinh Tân Ước có ghi chép lại. Notovitch đã ghi lại quãng tiểu sử này của tiên tri Isa 7 năm sau khi trở về châu Âu. Năm 1894, ông đã xuất bản cuốn sách Cuộc đời chưa được biết đến của Chúa Giê-xu, trong đó có bao gồm những gì ông đã ghi lại từ tiểu sử của Isa. Notovitch viết, 18 năm trống trơn đó của Chúa Giê-xu thực ra không hề trống trơn chút nào, ngược lại thì vô cùng phong phú, là những năm tháng cực kỳ quan trọng. Ngài đã rời quê nhà Israel đến Ấn Độ, tại đó đã học tập tín đồ Phật giáo và Ấn Độ giáo, rồi trở về Israel. Cuốn sách vừa xuất bản, lập tức gặp ngay phải công kích dữ dội từ những chuyên gia thánh kinh. Tất cả họ đều đồng loạt cho rằng cái ông Notovitch này đúng là ăn nói bậy bạ. Sao ông có thể đặt thần móc nối với dị giáo ở Ấn Độ được chứ? Bởi vì trong sách của Notovitch có bao hàm một loại ẩn ý như thế này. Đó là đạo mà Chúa Giê-xu giao giảng là kết quả của việc tu tập và du hành tại Ấn Độ. Chẳng khác nào nói Kitô giáo là kết quả của sự phát triển Phật giáo. Như vậy, nghe có vẻ như ngài không phải là con của một vị thần toàn năng duy nhất rồi. Học thuyết tam vị nhất thể của Cơ đốc giáo sau này còn nhận định rằng Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Mà đã là Đức Chúa Trời, là thần thì chắc chắn không biết điều đó từ khi sinh ra. Không cần giống như con người đi đây đi đó, học hỏi và lĩnh ngộ. Đại đa số các học giả muốn chống lại ông đều nói rằng cuốn sách này là do Notovitch vì kiếm tiền mà bịa ra. Ngay cả đến Badielman, một học giả đương thời hàng đầu về thánh kinh, còn phải nói rằng không một học giả được công nhận nào trên trái đất này còn nghi ngờ về việc Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời nữa. Câu chuyện John Notovitch dựng lên giúp anh ta kiếm được rất nhiều tiền và danh tiếng từ trò lừa bịp của mình. Về bản thân Notovitch thì từ sau năm 1916 đã lui về ở ẩn, nên ông không một lời đáp lại những chỉ trích này. Có một số học giả đã mạnh dạn đứng lên tiếng thay cho Notovitch. Trong số những người đó, không ít các nhân vật có sức ảnh hưởng lớn. Người đầu tiên đứng lên là Fida Hasnan, ông là người phụ trách bảo tàng quốc gia Kashmir, đồng thời cũng là nhà khảo cổ học. Ngoài ra còn thông thạo tiếng Ả Rập, tiếng Phạn Cổ và tiếng Ba Tư. Ông Hasnan nói,
Ông ấy đã tham khảo các tư liệu lịch sử về các địa danh mà Notovitch đến. Những người mà Notovitch gặp khi đến các vùng Kashmir và Ladakh thì đều là tên họ rõ ràng, đều là người thật, việc thật, không phải những nhân vật do Notovitch dựng lên. Nhà thám hiểm Ian Husban, Chủ tịch Hiệp hội Địa lý Vương quốc Anh, cũng đưa ra bằng chứng sắt đá. Ông từng dẫn đầu quân đội viễn chinh Anh đến Tây Tạng. Ông nói, mặc dù mình không có quen thuộc các câu chuyện trong sách, thế nhưng thời gian mà Notovitch rời khỏi chùa Hắc Mật Tự là đúng. Ông ấy có thể làm chứng, bởi vì khi ông rời khỏi Tư Lạc Nhĩ Đỗ, một nơi cách chùa Hắc Mật Tư không xa, thì có gặp Notovitch, hai người còn trò chuyện với nhau nữa. Một người nữa là Swami, một đại sư người Ấn Độ, cũng đã đưa ra chứng cứ trực quan nhất. Ông là nhân vật có tiếng của Vệ Đà học. Ông từng đến Tây Tạng học và tinh thông Phật học. Lúc đầu Swami cũng đã có nghi ngờ câu chuyện của Notovitch, nhưng đến năm 1922, do quá phấn khích về câu chuyện này, ông Swami đã đích thân đến chùa Hắc Mật Tư để xác định. Lạt ma trong chùa nói với ông rằng đúng là Notovitch quay trở lại chùa thì có bị gãy xương đùi và ở lại trong chùa dưỡng thương 40 ngày mới lành. Các lạt ma còn nói trong chùa đúng là có bản thảo viết tay liên quan đến tiểu sử của Isa, và những thứ mà Notovitch nghe được chính là từ cuốn tiểu sử này. Và thế là trong lòng Swami đã rõ. Tiếp đó ông đã hỏi nội dung cuốn tiểu sử. Các lạt ma không ngần ngại kể cho ông nghe nội dung trong cuốn sách, mà còn đưa bản thảo viết tay đó ra cho Swami xem. Vừa nhìn thấy thì Swami không thể không thừa nhận những lời Notovitch nói là thật. Bản chép tay có tổng cộng 14 chương tiết, bao gồm 223 cặp câu, y hệt như nội dung mà Notovitch kể lại. Với sự giúp đỡ của vị lạt ma, Swami cũng đã phiên dịch một phần nội dung của bản thảo. Về sau đó, trong cuốn du ký đã xuất bản của mình, ông đã công bố 40 câu trong đó và còn trích dẫn cuốn sách của Notovitch như một tài liệu tham khảo. Như vậy, xem ra, có lẽ Chúa Giê-xu đã từng đến Ấn Độ học tập 18 năm. Đương nhiên, nội dung những điều mà Chúa Giê-xu đang dạy không có liên quan gì đến Phật giáo cả, mà là có nguồn gốc trực tiếp từ truyền thống Do Thái. Thật ra, rất nhiều nhà hiền triết cũng đều từng trải qua quá trình như vậy. Ví dụ, Phật tổ Thích Ca Mâu Ni trước khi thành Phật cũng đã từng theo Alara Kalama, một vị đại sư phái số luận của Ấn Độ cổ, cũng từng theo Udaka Ramaputta tu tập thiền định. Quá trình này là bậc thang dẫn đến thành tựu cuối cùng của Ngài, là chìa khóa để khai sáng tri thức cơ bản của Ngài, và đó vốn không phải là nội dung cuối cùng của Đức Phật giảng dạy. Vậy thì rất có thể Chúa Giê-xu cũng từng trải qua quá trình như thế. Lý do tại sao Chúa Giê-xu không kể quá trình này cho các môn đệ của mình, có lẽ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở những video sau. Cuộc đời của Chúa Giê-xu sau 18 năm mất tích. Trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước lại không thấy kể lại cuộc đời của Chúa Giê-xu. Giê-xu từ năm 12 tuổi đến tuổi 30 tuổi, Ngài làm gì ở đâu? Nếu Ngài tu theo đạo Phật là đạo giải thoát mọi ham muốn của năm ngũ dục thế gian như sao tiền bạc, sao danh vọng, sao sắc dục, sao ăn uống, sao ngủ nghỉ, đều phải tiết độ, có loại dục phải được diệt trừ. Đó vậy những lời viết trong Kinh Cựu Ước có khi được Chúa Giê-xu kể mà người ta bỏ đi, hoặc sau khi giáo hội công giáo kết tập lại Kinh Tân Ước bỏ vĩnh viễn, vì nếu giữ y như lời Cựu Ước dạy thì con chiên, hay công gọi là tín đồ khó tiếp cận và phát triển đạo công giáo rồi tin theo. Vì cái dục đời ham muốn ấy, khó vượt qua. Đến bên đạo Phật kia họ còn bịa ra câu chuyện khi Phật đi khất thực xin ăn mà tín đồ bá thí cho thực phẩm nào ăn cái đó không chọn lựa. Bên phái Nguyên Thủy Nam Tông còn ra câu từ khi Phật dạy. Muốn ăn thịt chúng sinh phải thực hiện ba bước, không nhìn thấy con vật bị giết hại, không nghe thấy tiếng kêu của con vật bị giết, không nghĩ trong thực phẩm cúng dường kia có thức ăn thịt chúng sinh. Thế là họ khéo che lấp để ăn, mà không thuộc lời Phật dạy trong Kinh Nikaya phẩm từ bi hỷ xả. Mà tâm từ còn nhắc nhớ người tu rằng, hãy thương yêu chính mình, hãy thương yêu người khác, hãy thương yêu con vật, hãy thương yêu cỏ cây cây hoa lá, hãy thương yêu môi trường sống của trái đất này. Chính những yếu tố của tâm con người mà Phật và Chúa Giê-xu đã từng dạy trong các bản kinh khác quý vị.
Chúa Giêsu còn có hình ảnh bế con cừu non và chơi với các động vật khác mà chúng ta đang thờ Ngài trên tường nhà kia bạn. Vậy cái chánh kiến của bạn và tôi là ta nên mở rộng tầm hiểu biết để hiểu Chúa Giêsu mỗi ngày. Đức Phật dạy, theo ta mà không hiểu ta là đang phỉ báng ta. Đó các bạn, ngay các lời dạy cho các người đã xuất gia tu hành, không thể còn sống như cuộc đời thế tục nữa các bạn. Kể cả Phật, Chúa Giêsu, không ai ban ơn, giáng họa cho ai cả. Mà chính bản thân ta là ta tự làm khổ ta, nên quý Ngài chỉ dạy cho ta cách thoát khổ đó là ly dục, ly ác pháp đó quý vị. Ngày nay, những người không theo tôn giáo nào, họ cũng thừa nhận rằng cuộc sống phải biết ít biết đủ để con người khỏi bệnh tật. Ở bên Công giáo có nhà khoa học lớn được giải y học đã khuyên con người nên nhịn ăn 24 giờ mới ăn lại, để cho cơ thể tự chữa lành kìa bạn. Mà thầy trò chúng tôi đã tập mấy chục ăn chỉ sống trong bữa cơm đạm bạc đi xin ăn ngày một bữa cơm mà vẫn khỏe kìa bạn. Vậy qua kinh Nikaya Đức Phật và kinh Cựu Ước mà Chúa Giêsu dạy, thì con người nên từ bỏ ăn thịt chúng sinh, vì nó có tác hại bệnh tật cho con người. Vì trong thịt, cá, trứng, sữa có độ pH 4.7 mang tính axit, còn máu của con người là 7.4 pH mang tính kiềm. Nên ta ăn những thức ăn trên, thì là gan của con người khổ lắm các bạn. Chưa nói đến việc tâm linh, khi ăn những con vật ấy lỡ nó là cha, là mẹ mình ở kiếp trước đã tái sinh con vật để trả quả thì sao hả bạn? Vậy xin ý kiến của quý vị, chúng ta cùng học Chúa Giêsu và Phật Thích Ca Mâu Ni mỗi ngày. https://youtube.be/a3qp31uissi C=CSKQS3Z8VOPTP09 Kính lỗi quý bạn, ánh sáng giữa đêm, tự chữa lành.